laser mới. Mẫu đèn laser này có tên gọi là DJ Royal Kai 01 Pro. Đây là một mẫu đèn laser quét tia 7 màu. Nó có chế độ cảm ứng theo nhạc, chạy auto tự động và điều khiển qua bàn điều khiển DMS chuyên nghiệp. Mọi người có thể mua để trang trí cho những quán cà phê DJ, những cái sân khấu ca nhạc lưu động hoặc những cái phòng karaoke, phòng bay có diện tích từ 20 cho đến 60 mét vuông. Đây là một cái mẫu đèn quét tia chiếu hình rất là ảo. Nó có thể chiếu ra những cái luồng tia 7 màu rất là đẹp. Hiện tại mình đang quay đèn ở thực tế thì studio của công ty BAH bên mình. Giọng loa mình để mở nhạc đó là lồng loa Boa L1 Pro 08. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.